dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu dự bị trong trận hòa nhọc nhằn của Heerenveen. Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Heerenveen nhưng không được trao cơ hội vào sân trong trận hòa 1-1 trước Heracles ở vòng 18 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Trong những phút đầu, đội khách Heracles nhập cuộc tốt hơn khi lần lượt Orestis, Kio Mautigolon và Osman có những tình huống dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Han. Sau khoảng 15 phút, đội chủ nhà Heerenveen dần lấy lại thế trận và bắt đầu tăng tốc. Van Bergen và Ezuke lần lượt có những pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, thủ môn Blaswick cản phá thành công ngay trước vạch phôi khung thành. Phút thứ 40, Heerenveen được hưởng quả đá phạt 11m sau tình huống bóng chạm tay của Dresser bên phía Heracles trong vòng cấm. Andres Dreyer là người được tin tưởng thực hiện quả đá phạt. Dù vậy, thủ thành Blaswick đã xuất sắc đoán được hướng bóng và cản phá thành công. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều. Sang hiệp 2, hai đội nhập cuộc thận trọng những phút đầu tiên, tuy nhiên bàn thắng liên tiếp đến ở các phút tiếp theo. Phút thứ 54, Dresser tận dụng sai lầm của hàng thủ đội nhà để lấy bóng trước khi đột phá vào vùng cấm và tung cú dứt điểm mở tỷ số trận đấu. Dù vậy, đội khách ăn mừng chưa đầy 2 phút thì phải nhận bàn gỡ hòa. Phút thứ 56, Joey Vermeen nhận đường truyền từ Van Bergen trước khi thực hiện cú sút hiểm hóc hạ gục thủ thành Blaswick. Những phút cuối trận, hai đội chủ động giảm nhịp trận đấu và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Heerenveen có những sự điều chỉnh cầu thủ nhưng Văn Hậu không được trao cơ hội vào sân. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Trận hòa nhọc nhằn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp Heerenveen đứng vững ở nửa trên của bảng xếp hạng. Heerenveen vươn lên vị trí thứ 6 với 28 điểm, trong khi Heracles có 26 điểm và đứng thứ 9. Huấn luyện viên đội SC Heerenveen mang tin vui cho đoàn Văn Hậu. Huấn luyện viên Johnny Jansen của SC Heerenveen tiết lộ câu lạc bộ sẽ sử dụng đoàn Văn Hậu nhiều hơn trong thời gian tới. Câu lạc bộ phải chờ rất lâu mới có thể sử dụng Đoàn Văn Hậu. Tôi tin chắc tất cả người hâm mộ đều nóng lòng muốn thấy cậu ấy trên sân. Văn Hậu là cầu thủ giỏi, câu lạc bộ sẽ cần đến cậu ấy nhiều nữa. Chiến lược gia người Hà Lan cho biết, sau trận thắng 2-0 của đội chủ nhà trước Roda JC ở vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan diễn ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 12 theo giờ Hà Nội. Sau nhiều tháng chờ đợi, Văn Hậu đã có trận ra mắt SC Heerenveen. Anh góp mặt ở những phút cuối của trận đấu để thay thế hậu vệ trái Seren Floranus. Quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.